Điện thoại của bạn bị hỏng, đến ngay Max Mobile nhé. Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của X Studio và đây là bản tin X News ngày 5 tháng 3. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. iPhone thế hệ tiếp theo được cho là sẽ có mặt của chế độ dưới nước Underwater Mode, giúp người dùng thao tác ngay cả khi thiết bị ngập nước. Theo tài khoản Mars Greenpeace của XDA Developer, có nhiều người dự đoán đúng với các thiết bị di động chưa được ra mắt. Underwater Mode đã được cấp bằng sáng chế và có thể tích hợp ngay trên iPhone năm nay. Chế độ này giúp smartphone của Apple hoạt động trơn tru ngay cả khi ở dưới bể bơi hoặc là trời mưa to. Mars Greenpeace cũng cho rằng Apple sẽ nâng cấp công nghệ phản hồi xúc giác Haptic Engine. Công ty Mỹ chia màn hình iPhone thành 9 khu vực. Khi nhấn và giữ vùng nào cụ thể, chỉ có không gian tại đó rung lên thay vì là rung toàn bộ như hiện nay. Ngoài ra, thì iPhone 2019 ra mắt chạy iOS 13 với giao diện tăng giảm âm lượng theo kiểu mới hay là chế độ tối Dark Mode. Tuy nhiên, thì máy sẽ chỉ hỗ trợ 4G thay vì 5G như các sản phẩm của Samsung, Huawei, TCL, Oppo hay Motorola trước đó. Chuyên gia tin đồn Michigo dự đoán là Apple không tham gia thị trường smartphone 5G cho đến 2020. Về iPhone 2019, ông cho rằng máy sẽ có 3 kích thước là gồm iPhone 11 5,8 inch, iPhone 11 Max 6,4 inch và iPhone XR 2019 6,1 inch. Hai thiết bị đầu sẽ dùng tấm nền OLED, trong khi bản giá rẻ thì vẫn sử dụng màn hình LCD. Riêng về chiếc iPhone 11 Max thì Apple có thể trang bị camera sau 3 ống kính với công nghệ Time of Flight TOF, cho phép dùng hồng ngoại để nhận dạng đối tượng chính xác, độ sâu bức ảnh cũng như là hỗ trợ thực tế tăng cường AR. Cổng USB Type-C sẽ vẫn chưa thể xuất hiện trên iPhone đời mới. Các bạn thân mến, thông tin rò rỉ từ nhiều tháng trước cho chúng ta biết rằng dòng Galaxy A mới của Samsung bao gồm Galaxy A90 sẽ được trình làng trong năm nay. Mới đây thì một số nguồn tin cho rằng Samsung sẽ áp dụng thiết kế không rãnh không tai thỏ cho Galaxy A90. Cụ thể thì cam trước 48MP của mẫu smartphone này dùng cơ chế thỏ thụt nhưng được bổ sung thêm khả năng xoay. Theo Leaker University, Galaxy A90 sẽ được bán độc quyền tại Trung Quốc trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, có thể Samsung sẽ bán thiết bị này tại những thị trường khác dưới tên gọi khác. Giải pháp camera thò thụt xoay lật dự kiến xuất hiện trên Galaxy A90 cũng chưa từng Samsung xuất hiện trên các mẫu smartphone Galaxy khác. Với thiết kế thò thụt xoay lật thì A90 sẽ chỉ có một hệ thống camera cho tất cả các nhu cầu chụp ảnh. Tháng 10 năm ngoái thì Samsung đã trình làng cảm biến ISO Cellebrite DM1 48MP. Nó có một cảm biến hình ảnh kích thước điểm ảnh là 0,8 micromet, có thể mang lại độ nhạy sáng tương đương với cảm biến hình ảnh kích thước điểm ảnh là 1,6 micromet ở độ phân giải 12MP. Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt các cảm biến này vào quý 4 năm ngoái, thế nên nhiều khả năng là nó sẽ được sử dụng ngay trên Galaxy A90. Dự kiến là chiếc smartphone này sẽ ra mắt vào cuối năm nay với các màu bạc, đen và vàng. Các tùy chọn bộ nhớ RAM là 6 hoặc 8, kết hợp với dung lượng lưu trữ là 128 hoặc 256GB. Rất nhiều người mong rằng Redmi 3 Pro sẽ được ra mắt cùng Redmi 3, nhưng cuối cùng thì Redmi lại không làm như vậy. Thay vào đó, sau khi trình làng Redmi 3 thì CEO của Redmi ở Ấn Độ là Mahasef đã tuyên bố rằng họ để dành Redmi 3 Pro tới cuối tháng 4. Dù không chia sẻ chi tiết nhưng ông này cũng hé lộ Redmi 3 Pro sẽ có nhiều cải tiến cả về hiệu suất và khả năng chụp ảnh so với Redmi 3. Thậm chí có thông tin cho rằng Redmi 3 Pro có camera thò thụt. Trong bức ảnh thực tế hé lộ về Redmi 3 Pro thì Redmi đã liệt kê thông số của Redmi Note 7 Pro ở bên cạnh. Điều này gợi ý rằng Redmi 3 Pro sẽ vượt trội hoặc chỉ ít thì cũng ngang bằng với Redmi Note 7 Pro về thông số. Ngoài ra, nếu ngang bằng với thông số thì có thể Redmi 3 Pro sẽ rẻ hơn smartphone của Redmi. Dự kiến thì Redmi 3 Pro sẽ không dùng chip của MediaTek, mà thay vào đó sẽ là con chip Snapdragon 670 hoặc 675, nhiều khả năng sẽ là 675 hơn. Phía sau thì sẽ có camera kép với cảm biến chính 48MP. Redmi Note 7 Pro vừa được Xiaomi trình làng ở Ấn Độ, máy dùng con chip là Snapdragon 675, cam phía sau và cam kép với cảm biến chính là 48MP của Sony, pin là 4000mAh và giá là 196 USD, tức là khoảng 4,5 triệu đồng cho bản 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi X Studio và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kèm nốt nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.